chào buổi sáng nha. Giờ này là 8 giờ thiếu 15 ngày thứ tư. Giờ này là 8 giờ thiếu 15 giờ 24 tháng 11. Thì mình có giới thiệu mấy cái chương trình. Ví dụ như chương trình in áo như vậy. Đó, in áo đây nào. Đó. Mà tí nữa khi nào ạ? Mình sẽ cho nói là phân biệt đó, mình phân biệt là cái nào, cái máy nào á in tốt hơn. Đó, mình đã làm rồi, thấy không? Ở đây nữa nè. Đó. Mình in vào áo vào rồi. Đó, thấy chưa? Ok. Thì hôm qua mình, hôm kia mình có đặt cái máy. Cái máy Epson. Máy này máy A3. Mà tại sao mình đã có cái Brother này rồi. Nhưng mà cái này là rồi 5 năm cũ rồi. Yeah. Mà mình cũng mua thêm cái mực của cái máy này. Nhưng mà tại vì cái chất lượng của nó đã 5 năm cũ, chất lượng nó không có còn giống như là hồi mới nữa. Thì tôi ví dụ như là nè, cái áo này á, tôi làm từ cái máy Brother nha. Còn cái máy này á, còn cái áo này á là tôi mới làm hôm qua. Thì nó khác biệt, thấy không? Cái màu sắc nó khác biệt, thấy không? Đó. Thì cái này á, mà tại sao tôi lại mua cái này? Tại vì cái này nó tiện cái là, cái thứ nhất, model mới. Cái thứ hai là ví dụ tôi muốn in giấy lớn A3 là tôi dùng được, vừa dùng được A4, A3 và in hình nhỏ 10-15 hoặc là 20-30 gì đó thì tôi làm được. Thấy không? Tiện lợi cái là nó có 3 hộp. Hộp đó. Một hộp. Hộp dưới á. Đó, làm hình nhỏ. Nha. Còn cái này khi nào tôi bật lên á thì nó sẽ chạy ra. Còn photocopy á thì nằm ở trên này. Đó, khi tôi muốn photocopy á thì đây tôi mở lên. Thì giờ tôi sẽ làm bằng chứng là cái tôi sẽ in hai hình giống nhau của hai cái máy. Các bạn chị em sẽ thấy nó khác biệt thế nào nhé. Ok. Giờ tôi cho giấy vào á. Cái này có còn giấy không? Tôi sẽ bỏ cái giấy này ra. Tôi cho giấy bình thường vào. Cái này cũng vậy nữa. Oh shit. Khi mình cho vô mình phải chỉnh cho nó giữ nó cái giấy lại nha. Bắt đầu nha. Giờ tôi in cái ở dưới trước. Nha. Tôi sẽ in một cái hình gì đó. Giờ bắt đầu. Tôi lấy một cái hình của tôi ra đi. Tôi in cái Brother trước nha. Abdruck. Đó, giờ nó sẽ chạy ra.
đang in cái dưới trước nha. Cái máy này là hai cái máy xài wifi hết nha, không cần nhấn dây. Ok, đây là một cái của Brother nha. Rồi, bắt đầu á, giờ tôi in một cái của cái máy Epson, máy mới A3 đó. Coi, cái này nó sẽ tự động chạy ra. Đó, để nó ứng cái giấy. Mà nó nhanh hơn nữa. Đó, bắt đầu á, giờ sẽ để cho thấy cái hai cái. Ok, cái nào nó nét hơn nha. Cái này á, là của Brother. Xác định đi nha, bạn thử xác định đi nha. Đó. Cái này á là của Epson, là A3 mới hơn. Thì cái nét của nó, cái nét màu của nó đậm hơn, rõ hơn là thằng này. Thấy chưa? Cái bên trái của tôi á là Epson, còn bên phải á là Brother. Mà cái máy A4 này là nó 5 năm cũ rồi. Ok. Nhưng mà vẫn làm việc good lắm. Chỉ có cái là cái màu sắc nó không có sắc nét bằng cái này, nó chậm hơn một chút. Đó. Đó cái là cái khác biệt nha. Thấy không? Rất là tiện lợi. Cái máy rất tiện lợi. Ok. Cạch. Bây giờ tôi đã in rồi nha. In ra rồi nha. Là cái giấy là đó, cái này cái là mặt trước của nó nha. Và cái này mặt sau của nó. Thì á cái giấy này á là tôi phải tháo ở đây ra. Tháo đây ra. Ok, chút xíu tôi sẽ bật cái máy ép xong rồi bắt đầu tôi sẽ cho thấy. Ok. 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 Giờ mình bật cái máy ép cái áo nha. Thì mình để là 190 độ. Đó. Giờ nó nhảy từ 19 thì mình sẽ ép cái áo nó vào cái áo này nha. Cái hình lúc nãy á, cái hình đấy để mình lấy, mình để đâu rồi, ở đây là cái hình này, mình sẽ cho vào trước ngực cái áo này. Ở ngoài này chút xíu, nó đợi xíu đi nha. Đó. Thì mình đợi nó nóng lên á, mình đợi tới 190 độ. Bây giờ mình đợi á, trong khi mình đợi á, mình sẽ mở cái giấy ra, mình tháo ra. Tháo cái này á phải dùng có cái lưỡi dao rất là nhỏ, thấy không? Nói là dao vậy. Thì lưỡi dao này á, mình á, cái cạnh này nè, cái
điện thoại của ba mà lấy làm gì? Là ấy vào cái cạnh đây, nó rất là mỏng. Đó. Đó, mình lấy rồi đây. Thì mình sẽ lột ra. Mình lột nó ra, thấy không? Đó. Lột nó ra. Rồi. Thì cái giấy này có mình xài lại được nha. Mình cho cái này qua một bên đi. Rồi mình cho cái máy này lên. Cho cái áo lên. Căn ngay chính giữa nha bà con. Rồi. Đó. Để cho nó có độ phẳng. Đó. Thì á, xong rồi á, là mình cho cái hình này mà vào đây. Coi coi cái này nó. Để mình quay lại, tại vì cái chiều này nó hơi ngắn. Thì mình quay lại như vậy. Lấy cái chiều ngang của nó. À, chiều chiều dài. Chiều ngang của cái này. Trong khi chờ đợi là cái nhiệt độ lên 190 độ đó, thì mình ép á, nó lẹ hơn. Đó, giờ mình lấy cái chiều này đi. Nhớ các bạn dòm hai mặt nha, mặt này mặt dưới nha, mặt này mặt trên nha. Đặt lên trên này. Mình có thể cắt hoặc là để nguyên miếng như vậy nha. Tùy theo mình thích nha. Bây giờ mình cắt đi cũng được. Trong khi chờ đợi 128 chưa được. Lúc nãy mình cắt rồi, khỏi cắt thì cũng được. Cái này là một cái áo để thử thôi, không sao. Cắt bớt cái trên ở dưới đi.
Đúng là mình phải cắt trước. Mà giờ cắt cũng không sao. Ok, giờ cái hình nó nhỏ lại nha. Cái độ lên 180 ấy còn mà còn 3 3 ấy là được rồi đó. Thì mình cho lên nha. Đó, nó 180 độ rồi đó. Nó báo là đúng rồi đó. Giờ bắt đầu á. Mình lấy cái miếng giấy của nó, mình bỏ lên trên này lại. Quay cái máy vào. Rồi, ép xuống. Để máy xây côn. Rồi, xong. Tắt cái này đi. Mình kiểm tra trước. Nếu mà chưa được á, thì mình làm một lần nữa nha. Mà mình nghĩ 190 độ là được rồi đó. Để cho nó nguội một chút. Cho nó, tại nó còn nóng, mình ép cho nó chút xíu nữa coi. Đó. Cái máy này mình cũng mới mua nha, mua chung với cái máy cắt. Thì hôm nay mình làm lần đầu tiên. Mình làm hôm qua là chứ lộn. Qua mình có làm một cái áo rồi, mình nghĩ được rồi đó. Thì giờ mình lấy lên. Ok, đó. Nè, mình lấy cái sản phẩm lên cho các bạn coi nha. Đây. Thấy chưa? Đẹp không? Đó. Kéo nè. Kéo giãn nè. Ok. Xin chào tạm biệt nha.